vị đang quay trở lại với đêm công bố kết quả Việt Nam Idol 2012. Huy Khánh xin nhắc lại, thời gian bình chọn đã hết. Chỉ một ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ biết được top 2 của Việt Nam Idol 2012 là ai. Và quý vị thân mến, trong Việt Nam Idol, một trong những người gần gũi về chuyên môn với các thí sinh của chúng ta đó chính là nhạc sĩ Nam Khánh. Và trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì giảng viên Nam Khánh đã luyện thanh và vở bài cho các thí sinh của chúng ta từ vòng nhà hát cho đến ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem ca sĩ Nam Khánh nghĩ gì về các thí sinh của chúng ta. Nói những lời nói trên đầu môi. Nam Khánh là người theo sát các bạn ấy từ đầu đến giờ. Nam Khánh nhận ra được rằng Hoàng Quyên đã có một sự lột xác rất là rõ ràng trong cách hát của mình. Như khi mà các bạn vào đến top 60 thì bạn Hoàng Quyên chọn bài Những Lời Buồn. Bài hát ấy bạn Quyên đã hát với một phong cách mà chất blues ra lúc đó tuy rõ ràng nhưng không thể nào bằng được so với bài hát bây giờ. Đó là bài Ngày Hôm Nay vừa rồi. Chỉ có bóng anh treo trên tường trước mặt. Blues ra là một thế mạnh của bạn ấy. Và Nam Khánh tin rằng nếu như Hoàng Quyên đi với con đường blues ra này, bạn sẽ có được cái dấu ấn riêng của mình. Ta quen nhau đã bao lâu rồi. Bạn Gia Suy, rõ ràng chúng ta thấy được một cái sự trưởng thành hơn. Đứng trên sân khấu, bạn ấy không còn rụt rè nữa. Từng ngày nhìn mưa vội vàng, nụ cười ai ngập tràn. Kiểu của bạn Gia Suy rất là dễ thương. Sự chân thành trong giọng hát. Và đặc biệt giọng hát trời cho có cảm xúc. Bạn Suy cần phải có thêm nhiều kinh nghiệm để xử lý bài hát, làm cho cái nội tâm cảm xúc ấy nó được bộc lộ rõ ràng hơn. Lúc đó Nam Khánh nghĩ rằng bạn Gia Suy sẽ có rất nhiều khán giả đồng cảm với mình. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại. Bạn Bảo Trâm, khi bạn hát ở top 60, một cái gì đó, một hình ảnh dễ thương nhưng thực sự nó chỉ mang tính chất không chuyên. Nhưng ở top 3 hôm nay, bạn Bảo Trâm đã hoàn toàn khác, cách diễn đã hoàn toàn khác, làm chủ được sân khấu, làm chủ được bài hát, thậm chí xử lý bài hát đã tinh tế hơn rất nhiều. Và có thể xem Bảo Trâm đã là một ca sĩ thực thụ được rồi. Thế mạnh của Bảo Trâm là sự trong sáng, sự nhí nhảnh, dễ thương. Khoảng một năm nữa thôi, nếu như bạn Trâm chịu khó đào sâu suy nghĩ, chịu khó học hỏi, chịu khó lắng nghe những lời khuyên, thì chắc chắn bạn Bảo Trâm của một năm nữa sẽ còn khác ngày hôm nay rất nhiều. Lắng nghe từng góc phố ồn ào, hát lên lòng vui sướng biết bao. Đến lúc thức dậy, anh yêu em biết mấy, lòng anh nhớ em thật nhiều. Dẫu biết có lúc giận hờn, có lúc ngại ngần, vẫn thấy tim em gần anh hơn. Nhớ đám ánh mắt còn gần, tiếng hát còn đầy, vẫn thấy trong em gần ngủ say. Có lắm ước muốn tràn trề, phút
chốc ùa về, phút chốc qua như là cơn mê. Vẫn biết có lúc nhìn lại những tháng ngày dài, anh mãi ban mai dành tặng. Giọt nắng lên đầy, lắng nghe mùa thu đến sớm nay. Có lẽ lúc này anh yêu vẫn ngủ say, lòng em nhớ anh thật nhiều. Em từng góc phố ồn ào, hát lên lòng vui sướng biết bao. Đến lúc thức dậy anh yêu em biết mấy, lòng anh nhớ em thật nhiều. Dẫu biết có lúc giận hờn, có lúc ngại ngần, vẫn thấy tim em gần anh hơn. Nhớ năm anh mắt còn gầy, tiếng hát còn đầy, vẫn thấy trong em cần ngủ say. Có bao ước muốn tràn trề, phút chốc ùa về, phút chốc qua như là cơn mê. Từng đêm có lúc nhìn lại những tháng ngày dài, ánh mắt ban mai dành tặng ai. Dẫu biết có lúc giận hờn, có lúc ngại ngần, vẫn thấy tim em gần anh hơn. Còn gầy tiếng hát còn đầy, vẫn thấy trong em cơn ngủ say. Có lòng ước muốn tràn trề, ước muốn tràn trề, vẫn biết có lúc nhìn lại những tháng ngày dài, ánh mắt ban mai dành tặng. Phút chốc qua như là cơn mê, vẫn biết có lúc nhìn lại những tháng ngày dài, ánh mắt ban mai. Top 3 của Việt Nam Idol 2012. Xin cảm ơn sự kết hợp vừa rồi của người thầy và những người học trò của mình. Lúc nãy chúng ta đã được biết ca sĩ Nam Khánh đã nghĩ gì về top 3 của Việt Nam Idol. Và ngay bây giờ thì Huy Khánh muốn hỏi ngược lại top 3 của Việt Nam Idol đang nghĩ gì về người thầy khó tính của mình. Xin mời Bảo Trâm, ngày hôm nay các bạn cứ nói thẳng nói thật đi, bởi vì chúng ta không còn bao nhiêu ngày gần gũi với nhau nữa đâu. Các bạn cũng nhớ là có một lần ở trong vòng hát vòng nhà hát thì Trâm đã khóc rất nhiều, và vì bị mắng là nguyên nhân cũng chính là do người thầy Nam Khánh của mình. Tuy nhiên thì càng vào sâu thì Trâm thấy rằng là thầy càng ngày càng hiền hơn và có vẻ như là sợ thí sinh hơn. Có hiền thầy không anh Nam Khánh hả? Dạ suy. Dạ, trong thời gian vừa qua thì em cũng đã được tập với thầy Nam Khánh rất là nhiều, và cũng được thầy dạy dỗ rất là nhiều điều. Và thầy Nam Khánh thì là một người thầy rất là nhiệt tình, và thầy cũng hát rất là hay. Nhưng mà thầy cũng có biệt danh, là một biệt danh rất là đặc biệt, đó là người thầy hét ra lửa nữa. Xin mời Hoàng Quyên.
Dạ vâng, chắc chắn là Quyên cũng như các bạn sẽ không thể nào quên được thầy Khánh. Sau một thời gian được thầy huấn luyện rất là lâu, thầy đã giúp cho Quyên có thể hát được quãng rộng hơn. Và nhất là thầy đã chỉ cho Quyên hát tươi hơn, làm thế nào để dễ chịu hơn. Và em cảm ơn thầy rất nhiều. Nhờ có thầy mà bọn em đã trưởng thành hơn rất nhiều trong thời gian qua. Nếu như mà anh Nam Khánh đã có mặt trên đây mà không hỏi Nam Khánh câu nào, chắc anh Nam Khánh sẽ giận Huy Khánh lắm. Thôi thì bây giờ Huy Khánh hỏi nhỏ anh Nam Khánh là hồi nãy có nghe Bảo Trâm nói là càng ngày thầy Nam Khánh càng hiền hơn và sợ thí sinh hơn, không biết có phải như vậy không? Xin mời anh. Vâng, thực ra khi mà nhận lời làm huấn luyện viên thanh nhạc cho cái chương trình Idol thì ban tổ chức có một cái yêu cầu đối với Nam Khánh là Nam Khánh phải đóng vai ác. Vâng, Quang Dũng không yêu cầu, nhưng ekip ban tổ chức yêu cầu. Vâng, đóng vai ác và phải càng ác càng tốt. Thế thì thực ra thì bản chất của Nam Khánh thì có vẻ cũng hơi ác lắm chứ không? Còn mà hơi ác thôi, chứ không đến nó đổi như là bên trên truyền hình mà quý vị khán giả đã thấy. Thì thực chất để có được những cái lời nói, cử chỉ cũng như cái cách mà làm cho các bạn thí sinh sợ như vậy là bởi vì Nam Khánh nghĩ rằng đây cũng là một cái ý định tốt của ban tổ chức, muốn cho tất cả các bạn thí sinh trước tiên phải vượt qua được áp lực. Đến với cuộc thi chúng ta sẽ chịu đựng rất là nhiều áp lực. Ngay từ vòng 60 là chúng ta đã có áp lực rồi, thì càng vào sâu hơn, càng áp lực nhiều hơn. Mà nếu như không thể vượt qua được những áp lực mà Nam Khánh tạo ra thì vào đến vòng trong chắc các bạn sẽ có được nhận được rất là nhiều thất bại. Thế thì đây là một ý tốt của ban tổ chức, và Nam Khánh là người thể hiện, mang tiếng ác cũng được không sao, miễn sao cho tất cả các bạn thí sinh chúng ta tiến bộ, thế là tốt rồi. Xin mời anh Quang Dũng. Anh Quang Dũng muốn nói một điều gì đó với anh Nam Khánh. Tôi xin đính chính, thật ra thì theo tôi biết thì cũng ban tổ chức cũng không bắt thầy phải diễn vai ác đâu. Nhưng mà thường thì người ta cũng chọn người mà ác sẵn người ta đưa vào cái vai. Dạ đúng, chính xác. Và chúc cho thầy Nam Khánh luôn luôn giữ được phong độ ác của mình để tiếp tục hét ra lửa với các thí sinh. Xin cảm ơn anh Nam Khánh rất nhiều. Quý vị thân mến, ngay bây giờ sẽ là phần mà chúng ta mong đợi nhất. Đó là phần công bố kết quả. Nhưng mà trước khi đến với phần công bố kết quả qua tổng đài 6358 thì Huy Khánh xin công bố kết quả qua chương trình cổ vũ trên website chính thức của chương trình là vietnamidol.vtv.vn. Và trong tuần vừa qua, thí sinh đã nhận được nhiều sự cổ vũ nhất. Theo các bạn là ai? Là ai? Gia chính xác, đó chính là Gia Suy. Xin chúc mừng Gia Suy. Và quý vị thân mến, để cổ vũ cho các thí sinh dễ dàng hơn, quý vị có thể tải ứng dụng Vietnam Idol về chiếc điện thoại của mình. Cũng như quý vị hãy truy cập vào website chính thức của chương trình là vietnamidol.vtv.vn để biết thêm thông tin và những hình ảnh của các thí sinh. Huy Khánh nghĩ rằng chúng ta đang đến rất gần với giờ phút công bố kết quả. Và chúng ta sẽ biết được hai thí sinh nào sẽ được vào vòng chung kết và sẽ đối đầu với nhau trong đêm gala cuối cùng. Bảo Trâm thân mến, tuần trước bạn đã hát bài Hoa Lài Màu Xanh và bài Xin Lỗi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem đạo diễn âm nhạc Huy Tuấn nhận xét như thế nào về Bảo Trâm. Tôi nghĩ Bảo Trâm đã có một cái phần trình diễn khá là tròn chỉnh, một cái bài hát rock, nhưng Bảo Trâm cũng đã biết cách biến nó thành một cái bài hát mang cái dấu ấn của mình. Với bài Xin Lỗi, Bảo Trâm đã có một cái phần trình diễn tốt hơn rất nhiều so với phần trình diễn đầu tiên. Bảo Trâm cũng đã thể hiện được tất cả những cái nội lực trong cái giọng hát của mình. Nó có sự trong trẻo, trong cái tinh thần, và nó có
cái sự tinh tế trong việc xử lý. Tôi nghĩ với phần trình diễn của mình qua hai bài hát của đêm thi vừa rồi thì Bảo Trâm hoàn toàn xứng đáng để có mặt ở trong top 2. Vừa rồi là những nhận xét của giám đốc âm nhạc Huy Tuấn dành cho Bảo Trâm. Còn khán giả Việt Nam, không biết là các bạn có cùng nhận định với giám đốc âm nhạc Huy Tuấn hay không? Và kết quả dành cho Bảo Trâm là như thế nào? Chúng ta sẽ biết sau ít phút nữa.